Muốn tầm mọi người cây hôm nay đang sẽ hiện tâm của bạn mình lúc đầu tiên chúng ta sẽ chọn nếu họ sẽ đọc tay ở đây nha cần có bạn nhiều quan sát ở đây sẽ có một số quan trọng chúng ta sẽ chọn một số nước này. Nếu bạn cài đặt mới thì bạn nên chọn cái ổ của cái sân để lưu lại cái project và cái video của cái program và nó chưa bầu chọn nên chọn ổ không nên chọn ổ xe và vì cái lý do khi chúng ta đang đơn sẽ tốn công lượng rất là nhiều cũng sẽ làm cho mấy các bạn cũng chọn một người của em thì đặt tên còn có thể đặt tên mất tiền ok nó sẽ cho chúng ta một cái bảng nó sẽ quên này nó sẽ định nghĩa chúng ta có thể muốn nó sẽ đặt tên video này. Số các bạn sẽ chỉnh được với điều chỉnh thông số nó được tận tâm còn tôi thì các bạn muốn điều chỉnh thông số này thì cũng đơn giản lắm không ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng clip các bạn cứ lên Google các bạn search thêm nó sẽ là cái gì ở trong phần chọn này lựa chọn tâm phần này sẽ là một chúng ta chọn một cái sẽ hiện đây là một cái khung làm việc ở trên khung làm việc này thì các bạn sử dụng chuột thì cũng nên cẩn thận để khi chúng ta nhấp vào bất cứ cái vị trí nào ở trên khung làm việc này nó đều hiển thị một cái khung làm việc nó sẽ giới hạn bạn cái khung làm việc này nó sẽ là ở đây là cái khung project chúng ta lại chọn một lão thầy và tắt cái khung này đi chúng ta nhập được ở đây đây là cái phần insert âm thanh master và phần âm thanh tiếp theo đây là cái phần screenshot chúng ta yêu phần chúng ta vào và đây là phần chúng ta chỉnh sửa âm thanh của chúng ta tất cả phần tác của mình đây cái này nó cũng quan trọng lắm thì em bỏ vô cái file như đơn vị nó đi thực sự đó là một không gian làm việc bạn có thể thay đổi bằng cách chọn bất cứ không gian làm việc nào còn nếu như các bạn chọn sai thì chỉnh sửa sai và mất đi một vài thứ vào đây thì các bạn sẽ reset nó sẽ ra cái không gian bệnh của chúng ta và nó sẽ như thế này cái này nó thôi không có những cái gì quan trọng nhiều ví dụ như là sẽ phải cái bằng ngay tại đây nó sẽ không làm gì đó để được cái không gian của mình tôi nên kéo lại như thế này và sau đó chúng ta sẽ bước vào làm việc thì chúng ta sẽ import file. Ban đầu chúng ta sẽ đây các cùng các bạn có thể di chuyển được các chỗ và lại đi vào cái chỗ đây là cái số công cụ chúng ta sẽ làm và các bạn mới đầu thì các bạn nên vào file sẽ có và luôn quy định cái làm số thứ đây chúng ta đi vào cái chỗ đi các bạn nhấp đúc vào cùng rồi chúng ta sẽ làm cái mình vào
ban đầu làm clip thì chúng ta phải chọn nhạc trước, ta sẽ chọn bài, sau đó chúng ta sẽ đến ảnh, chúng ta muốn nhập đức vào hình ảnh, chúng ta đã quay sẵn một số và ta biên tập ta cho nó vào sau đó như thế này, sau đó cái này chúng ta nhẹ cho nó vào một phần trong của tập này sẽ là thì khi các bạn nhập vào cái folder đức và sau đó nó sẽ hiện lên những cái video của chúng ta, nó sẽ chạy từ từ vì nó có một máy luôn và máy thì cũng lag lâu rồi, kéo đó là lý do tại sao cái kiểu của mình làm việc mà bạn nếu nhiều thì nó sẽ chạy từ từ xuống dưới này đây là lag lâu thì phải thôi còn sẽ không còn to nó kém. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe nhạc. Lúc đức vào cái phần tay nhạc chúng ta gửi bọc sẽ hiện một trong một cục cung nhạc và nó sống nhạc. Và đây là phần cầu để chúng ta làm việc như thế này. Khi các bạn đưa chuột vào bất cứ cái icon nào cũng sẽ hiện lên tên một cái cục cung đó và chúng ta ví dụ như play stop các bạn có thể nhấn space. Lưu ý một điều là cái khung vàng nó hiển thị ở cái ô nào thì các phím tắt chúng ta chỉ sử dụng ở trong đó, chỉ sử dụng được ở trong đó, ví dụ như đây các bạn cái khung vàng nó nằm bên này, các bạn nhấn phím tắt ví dụ như tôi chọn đi thì nó hiện một khung vàng như vậy, không có việc nhấn cho tôi mong muốn nếu khi các bạn làm sai bước vào đó là sẽ cái chọn bài nhạc của mình. Sẽ chọn
khi các bạn nhấp chuột bước vào cái item của cái video nó sẽ tự động hiện ra cái ô sọt và cũng như hình ảnh cũng như âm thanh của mọi chúng ta một chúng ta dễ chuột đó là chúng ta làm từ từ sẽ chọn cái điểm nét nhất của hình ảnh làm việc kết thúc và tôi sẽ nhấn out. Những thao tác mất in mất out thì các bạn có thể làm được cũng không cần phải đặt lại một cái kết thúc cũng bắt đầu các bạn có thể và bắt đầu kết thúc số khi các bạn không phát như là của audio này thì audio của video clip nó sẽ chồng lên và nó sẽ làm mất âm thanh của chúng ta như là quá lại và nó tự động xuống ở audio này và tôi đặt đỉnh đầu của nó ở đây là tiếng bass. Đây là cái phần sóng nhạc tiếng bass các bạn có thể thấy để ý này đừng vượt lên. Tôi sẽ chấm hiện lên từ từ bằng cách công cụ bên trong nhấp vào đầu cuối và không có sự công cụ đặt tầm lít chuột và cái điểm đầu mình có điểm đầu xuất phát chúng ta sẽ kéo xuống và giảm nó ra sẽ đi xuống xuống trăm nó sẽ tối và nó sẽ sáng lên từ từ. Sáng từ frame chúng ta lăn chuột, chúng ta đưa con chuột vào cái ô nào chúng ta lăn thì nó sẽ chuyển động lên chúng ta từ frame và như này chúng ta cũng có thể lăn và như các bạn thấy cái sọt thô nó kích thước nó không như mong muốn, nó không phù hợp với chúng ta và mọi người chúng ta có thể vào không nó sẽ cho chúng ta một cái công cụ drop ở trong sân phòng và chúng ta chỉ cần nhập chuột vào đó kéo và tháo là kéo xuống rồi mới vào xuống và chuyển và bây giờ mình sẽ vào một cái effect và drop nó đang nằm ở đây các bạn muốn dừng thì tự động nó sẽ dừng theo bạn chọn cái con muscle và bây giờ kết thúc cái shot thứ nhất là chuẩn bị và shot thứ hai còn rất nhiều nha. Đừng một cái tôi sẽ kết thúc nó ở tiếng chat video thứ hai chúng ta có thể chọn một sọc bất kỳ mà chúng ta đây chúng ta được tập lại nhiều như cái thứ hai tôi sẽ chọn một đoạn này để mình hiểu nhất và lúc máy quay bất định mà chẳng hào tôi sẽ và sau thứ hai hình ảnh muốn phóng vào trong màu của mình đã chọn chỉ cần nhấp cho thuộc nhấp cho thuộc sau đó mình sẽ drop và mình nó đây học viên đây và mình nhấp cho phải là một cái và cái số mới là hai đa số là mình làm cách nhẹ nhàng mà chuyển qua màn hình để nó chuột nhiều quá làm nhiều quá rồi chúng ta đã được hai đoạn shot vào cái
để chúng ta bây giờ mình tiếp tục là sống thứ hai. Ai ai cũng có ước mơ sập. Tôi sẽ cho nó cái âm thanh này. Mơ sao xa. Mơ sao. Ai ai cũng có ước mơ sao xa. Rồi, kết thúc cái bài số thứ hai. Bây giờ mình nghe tiếp nhạc để thả cái số thứ ba. Ước mơ sao xa. Để có một cái check. Đó, đang chào xa. Chào xa. Chào xa.
Sao nhưng mà còn không thì mình cứ xong vài thao tác mình sẽ đem cho con thỏ đấy. Cái sọt đó là gấp đôi thì ở đây mình thấy khoảng một khoảng cách không có gấp đôi mà nó chỉ khoảng 60%. Và thì nó thiếu một tí chúng ta cũng kéo ra với điều kiện nó sẽ tại nhé. Ai ai cũng muốn bước đi mình thành công. Ai ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Thank you.
mét một tí là được, 80-70. Ai cũng có ước mơ, mơ giàu sang. Đừng muốn thay đổi, đổi cuộc sống này. Ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Xét máy, xét một số thông số một trên máy và ánh sáng trên máy sẵn, thì khi về chúng ta sẽ làm nhanh hơn là rất là tốt thời gian.
sau khi chúng ta đã chỉnh sửa xong và đóng lại, đây là phần hạt giống và những sự thay đổi nó đóng lại nhấp chúng ta nhấp vào cái phần chúng ta vừa làm và bên nó để làm gì để qua sự tiếp theo chúng ta sẽ đáp nó vào đáp nó vào thì mình sẽ đây thôi. Đa số clip các bạn ngồi ánh sáng màu sắc nó tương đồng với nhau thì các bạn chỉ cần chỉnh một cái. Không có ước mơ giàu sắc đó không là đặc biệt này cho nó sẽ xanh như thế mà giảm một tông đỏ đi. Nhắm mắt này nói chung nó là chuẩn cho cái nào và cái nào không ra đây là những bên cùng thì chủ yếu các bạn là và các bạn tùy nó dùng những lời các bạn đã đọc sẽ là cùng. Bây giờ chúng ta sẽ khóa ba cái hai cái video và một cái video để chúng ta xóa cái đoạn video clip video về chúng ta sử dụng cho một cái phần render thì ở đây chúng ta đã tổng cộng 8 clip sau 8 và tổng số lượng chúng ta là 450 chúng ta sẽ tự động play cho các bạn.
ai ai cũng có ước mơ giàu sang. Để muốn thay đổi cuộc sống này, ai ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Rồi bây giờ laptop và một phần phải sẽ cho laptop và cho media trong một và một cái phần mới. Đây là cái phần và một số và đặt cái đó tôi thường cho một cái số cũ không có thể biết tại tại nó là mình biết tại sao có khó khăn số tư thì gồm khó khăn số tư là gì. Và khi các bạn xuất file để đăng lên YouTube hay là Facebook thì các bạn nên chọn từ cái kết hợp của này lựa chọn không không công YouTube không không công hoặc chính 97 để được một cái thông lên và nó không chọn lại sử dụng cái chất lượng nguồn đa cao nhất. Rồi, bằng lên ở đây thì nó sẽ tự động chuyển cho mình qua cái phần mềm và chờ xuất lại để mình thấy. Chạy xong nó báo tiếp.